Cho nghe nè, nghe sao cho người ta nói à? Tên nè, mình là An nè. Cho mình phải ôn à? Ở bên này kêu chân tới cái này em chân tới phòng. Hai bạn anh chân tới cái này nè. Vậy nâng em chân tới nè. Trong phút mê bây giờ đã đạt một tụ nơi khăn ông mà hóa sở phim dân khá lây chạy tầm mốc. Cứ dương tay anh ta phát đồ chỉ riêng rõ chân lắm. Hai phụ quát chắc chắn cứ chia nè ai cử riêng. Hai phụ quát chia nè đại miệng bọc phía sau chắc chắn nơi khăn ông vì sai phụ xa cam phim dân. Nâng chia nè đại mơ nâng tu sản phim dân chắc chắn nơi khăn ông sẽ có lộ phòng đại. Nâng chân em anh sẽ bái chất. Tụi bây giờ mình nhông cái nào ý. Ôn anh chẳng em bóng sợ bài chết mình. Bộ bóng chẳng sợ bài chết mình ôn anh. Chẳng lời đứng quen sợ bài chết ọt. Cho khăn phẹt nâng cư dương phật lớn. Nông cùng đóng bối chẳng bằng hai bì ả rõm bó mình được tì nẹ đại quật. Tìm nâng bài kia nữa. Tìm nâng bài kia quật mì ả rõm nhằm bách hay nâng quật. Tạ tùa dốc bì tạm được biệp nàn chẳng cư dương đa máu cứ mi cầm đất muối đại dương trong tờ xe xin muối đại quạt bay khi tam tru sạp anh chẳng cả quạt mèo rắm nhầm bay bên nâng hai quạt trong bằng hai thà quạt nâng ở cài bị ca mày khai chẳng chẳng tới cả dương dột xin muối nâng hai dương dột mà bằng bay thôi chỉ phiệp dân nặng clay muối. Sau khi dùng cây chặt từ một dưỡng, cứ ban bằng cát lăng tăng bị chăn nằm, bị pon đập bí. Bị chăn nằm chăn nằm này bị chăn nằm từ bầm bầy. Hồi bà chết, từ ngọc này chăn ngọc ta, hai tay bàn chỉ nhôm cờ đồ chè. Bà nãy cầm cà riệp chấm nơi tại bà to su cai nhận nề trong cà riệp chấm cầm thì mới nè. Thế bất cứ dùng mình cùng nòng thông mũi không chọn nòng cùng một nòng xanh xanh tiết cứ dùng chấm ao sna đầy bỏ du vẹt mặt cỏ dưỡng. Bàn lịch lang từ lớp tiếng sập bột xó. Chỉ là cái nạn phơi cà chỉ trên quạt chạm sai tại tạm online để internet chắc nó phải để quạt ban đã cho mà họ sập dưới quạt bên nào cả bờ mình ban và cút có quạt ban bằng hàng đài hay hay party pin nó phải để riêng để quạt cho phao ấy tìm họ sập dưới cứ dưng chui chùm rồi quạt cái đó mà họ sập cài sập đại chỉ đại cô dưới hay dùng ban phơi riêng đấy vì cho nào mà hao trong cày này và hay hay party bay cứ dưng chạm lại cái này cái chuẩn mai dưới chỉ bị xét bà ban score rút chiết mấy này khâm xa video rút phim dùng cứ phim dùng clay mình mẹ ban này thả phim dùng clay mình đại miền thì còn tại phim dùng clay để dùng cho màu chặn màu màu sáp cứ miền lại cái nào sập bắp té có ai cay cũng sáng nghi yếu nghi tạm đán hay có đó trong này đang sùng cung khạc lại đài chỉ biết xét tầng non sáp tầng cài sáp hay hay phao trong cày này cài màu sáp đấy cứ chưa cho đó là cái đó dùng chun mai dưỡng đầy trong bằng can phép chỉ mẹ đặt nón ta mà dạy cài đẹp trong cảm thì đôi để ta dành chuẩn đang hát cứ roi trồng nón này cài đẹp chấm cứ dương tay tay vào một đống nẹt mất chập chỉ tràn nẹt tràn ru hay thôi ca từ lớp này sang lớp kia cho những chưa tha bà mỏ sọt như này tại miến cứ mà lấy tiền ở đây nằm bằng to hay chui thôi ở sừng cung khmer cả đôi chỉ bị sai phép chuẩn can đài riêng độc đà hồi nay năm đi đái mà họ sẽ dùng lại chợ tổng mốc cứ trời ca ca cho ruộng vì mẹ tổng mốc này chỉ biết xe ca bò đi chợ tới đó và ca mình thi dương thế bất tới ở dương có ban chi diêm và tới đây những cái tháp ca bị cầm hôn nâng tháp ban mà chụp nụn đái hay có quạt ban và chui tới tam lại bị bọc quạt bàn tay đầm bay thì nhiệt hà cho năm nay cứ ca mình thi dương thôi đầm nào tới ca được lún dương trời ca tháp ca bàn tay mùi mơ đồ lạ tiệt chẳng phải chỉ tầng học này chúng ta ta dục từ thua vậy chẳng cứ tập ra và phần này cứ dùng dục từ para sản phẩm chậm lại buồn dùng miền chậm lại tôm xây dựng tiết nó cứ miền chậm lại sản phẩm bà phần lịch và đạo sắp xái vậy đại chúng ta promotional material đấy đôi chỉ poster đằng leaflet ấy chỉ đào hay tí pí dùng para đằng bay chul kêu para khan đằng opaco sản phẩm bánh trăng còn đôi chỉ tóc tay nó về cả mình thấy ba được cả bàn đài thì bấy khi dùng prai làm bấy và chui từ đó cầm cà nghĩ cầm cà sập sai từ tám tì tăng sen sen đôi chia và tì xa tiền nã rồi mùi cà phê rồi mùi cỏ sọc chỉ lại thình sen ai tì buồn tất cả mọi ẩn lứa khi dùng nắng bánh chay từ ao và
យុវសមត្ថកោយើងដែលនឹងជាប់ជ័យលាភីសម្រាប់ឆ្នាំនេះដែរដូច្នេះបើសិនជាអតិថិជនទាំងអស់គ្នាបរិច្ចាគឥឡូវគឺប្រៀបដូចជាត្រទ្រង់ទៅដល់ស្មារតីឯករាជ្យនិងទៀងទាត់នៃមហោស្រពមួយនេះដោយសារយើងគឺផ្ដល់ឱកាសទៅដល់យុវសមត្ថកោយើងតាមរយៈភាពយន្តខ្លីនិងផ្ដល់ឱកាសអភិវឌ្ឍខ្លួនក៏ដូចជាភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់យុវជនខ្មែរយើងផងដែរបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចមិនថាទឹកប្រាក់5ដុល្លារ10ដុល្លារ20ដុល្លារទេគឺអាចសុទ្ធតែអាចជួយទ្រទ្រង់និងធ្វើឲ្យមហោស្រពមួយនេះមានស្ថិរភាពទៅថ្ងៃមុខបាទសូមអរគុណ។